vây ớt đồi đồng Cối Đá đời 2010. Vâng thưa các bác, thì hôm nay em vừa về một chiếc vây ớt nhé, đời 2010 biển 34 màu đen. Đấy các bác nhìn được điểm đời 2010 thì cái mặt ca lăng này nó đã khác rồi, nó không giống như đời 2008 hay là 9. Đến 2010 đã lên form mặt ca lăng khác rồi. Màu đen biển 34 nhá. Và chiếc này thì bao cho các bác là nó không bị đâm đụng va chạm. Xe còn chất luôn. Xe trang bị là la răng lúc 4 bánh. Lốp lắp còn đẹp, sơn xi màu đen và cũng sạch sẽ luôn. Các bác nhé, phải về sẵn đi thôi, không phải làm gì cả. Một chiếc xe Vios 2010, xe tư nhân. Xe tư nhân nhá, xe chính chủ biển Hải Dương luôn. Đấy, chính chủ biển Hải Dương cho các bác. Thế đây là chiếc xe mà khá là ngon lành. Nếu các bác có nhu cầu mua chiếc xe này nhá, hoặc là còn rất nhiều, bên em còn rất nhiều cái dòng Vios rẻ tiền nữa, nếu các bác đang có nhu cầu mua chiếc này hoặc chiếc nào đó cũng được, thì alo trực tiếp cho em Xuân Hùng theo số điện thoại 0789 323 799. Vâng thưa các bác, thì chiếc này bên em đang chào bán cho các bác với giá là 195 triệu đồng. Đấy ạ, 195 triệu đồng cho chiếc xe Vios 2010 này nhé. Các bác có thể nhìn nhé, 2010 phiên bản số sàn máy 1.5. Đấy, xe tư nhân biển Hải Dương màu đen đẹp sạch sẽ luôn, về sẵn đi thôi. Đấy, các bác này, là răng đúc 4 bánh lốp mới, lốp mới luôn này. Đấy nhá, la răng đúc 4 bánh lốp mới đẹp. Được chưa? Lốp mới và đẹp luôn. Thế đây, tiếp tục đằng sau cho xem lốp tiếp này. Cho nhá. Đấy, la răng đúc theo xe 4 bánh mà lốp lá đẹp như thế này. Sơn xi đẹp. Đấy, bóng loáng luôn, có thể là soi gương vào trong được. À, nội thất nó cũng khá là ok. Đây các bác có thể nhìn này. Đấy. Nội thất con này khá đẹp. Sạch sẽ, nói chung là keo chỉ thì không mất phân nào. Một chiếc xe đời 2010 cũng khá ngon nhé, keo chỉ không mất phần nào luôn. Sạch đẹp hết cho các bác rồi, về sẵn đi thôi. Đấy, giá thì em đang chào bán cho các bác là 195 triệu đồng. Con này thì nội thất cũng là màu đen hết nhá. Các bác nhá, nội thất màu đen hết này, có màn hình, có cam nùi đầy đủ, đấy, vô lăng đẹp đây. Nhá, có màn hình. Có cả màn hình cam nùi đầy đủ rồi. Đấy, các bác nhá, thì một chiếc xe 2010 chân lý nguyên bản này. Được chưa? Xe đẹp luôn, sạch sẽ và không phải làm gì cả, về sẵn đi. Các bác nhá, giá bán 195 triệu thì có thể bớt cho các bác cũng như là thương lượng cho các bác đến xem trực tiếp tại Lam Sách Hải Dương thì chúng ta sẽ được thương lượng về giá cả này. Đây, keo chỉ thì không mất phần nào. Được chưa các bác nhé? Một chiếc 2010 không còn xa lạ gì các bác nhá. Và trong đây các bác nhìn trong khung sườn của nó là không biết han mọt là cái gì. Đấy, không han mọt gì nhá. Nội ngoại thất đẹp, sạch sẽ rộng rãi 2010. Về sẵn đi thôi các bác nhá. Được chưa? Gầm con này thì cực kỳ thôi. Các bác có thể nhìn qua gầm này. Đấy. Gầm nó sáng sủa và không bị han mọt gì luôn nhá, cả hai bên luôn. Cả hai bên đẹp luôn nhá. Em sẽ mở cái cốp đằng sau cho các bác xem về cái cốp này. Vì dòng Vios này cốp rất là rộng. Rất rộng và đẹp luôn. Đây ạ. Các bác thấy nhá, đây hai bên. Hai bên tai đèn, góc đèn này. Nó sẽ không bị đâm đụng va chạm. Đấy, sạch sẽ luôn. Con này có màn hình cam nùi, đây là cái dây cam nùi đây các bác nhá. Đấy, dây cam nùi mắc đây này. Và gầm đây. Đấy, con này thì la răng dự phòng, nó là răng sắt thôi. Lốp lắp còn mới và tất cả đồ đạc đầy đủ hết nhá. Cái kích lốp này đầy đủ này. Để chúng ta về sẵn đi thôi, không phải làm gì cả. Biển 34 nhá, Hải Dương. Và xe thì đang bán tại Lam Trung, Lam Sách, Hải Dương. Các bác có nhu cầu thì alo trực tiếp cho bên em, hoặc là đến xem xe trực tiếp nhá. Các bác nhá, đến xem xe trực tiếp thì sẽ có giá hợp lý và giá rẻ cho các bác luôn. Đấy, la răng đúc này, lốp còn dày. Và đặc biệt gầm các bác nhìn ạ, gầm không mục mọt chút nào luôn. Kể cả là gầm bua bao lê nữa nhá. Đây cho các bác xem bao lê gầm này. Đấy, bao lê gầm đẹp luôn. Một chiếc Vios 2010. Nói chung là như thế này là sạch sẽ rồi. Về sẵn đi thôi, không phải làm gì cả. Đấy ạ. 2010 phiên bản số sàn máy 1.5. Và xe thì sạch sẽ nhá, ngon lành hết rồi. Nội thất cũng rộng rãi màu đen luôn. Con này là sơn màu đen và nội thất cũng màu đen luôn. Có màn hình cam nùi. Đấy chưa? Đấy, có màn hình cam nùi đẹp hết rồi. Không phải làm gì cả. Nói chung là hơn 100 triệu, gần 200 triệu đồng thì chúng ta rất nhiều sự lựa chọn, chứ không riêng chỉ một con Vios này. Có nhá, rất nhiều sự lựa chọn cho chúng ta luôn. Đấy, keo chỉ thì không mất phần nào.
nội ngoại thất và tháp ly tháp lô đẹp. Đây tháp lô tháp ly đây các bác này, sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Có màn hình, có cam lùi đầy đủ không thiếu gì. 195 triệu đồng cho chiếc xe Vios 2010 nhé. Đấy các bạn, bây giờ em sẽ cho các bác xem về phần máy chiếc xe này này. Về mắt đèn thì còn rất sáng. Đây ạ, mắt đèn còn rất sáng luôn, trong vắt luôn. Đèn gầm mình đầy đủ này. Đấy. Thôi nhá, mặt ca lăng nó đã khác rồi, lên mặt ca lăng mới rồi này. Nó không phải là dòng 209 nữa. Đây mắt đèn sáng luôn, đèn gầm đầy đủ nhá. Bây giờ em sẽ nổ máy và cho các bác xem về máy chiếc xe này. Đấy. Chỉ cần nghiêng chìa khóa thôi là đã nổ rồi. Dưới những dòng vai ướt này thì nó rất là lành luôn. Đồi đồng cua đá luôn các bác nhé. Đây nhá, các bác có thể xem này. Máy vai ướt thì từ 204 cho đến 213 là đều tất cả là máy 1.5 hết. Còn sang 214 thì nó mới có cái dòng Nimo 1.3. Còn dòng này, đời này là tất cả là 1.5 hết. Được chưa? Đấy, khung sườn đẹp luôn, keo chỉ không mất phần nào luôn này. Đấy, đẹp long lanh cho các bác, trừ chữ Toyota rồi tất cả các cái lỗ tròn này còn nguyên hết này. Đấy, không mất phần nào. Máy êm chạy khỏe. Đấy, điều hòa mát. Qua để đăng kiểm thì còn đến 21 tháng 12 thôi. Nói chung là còn 1 tháng nữa các bác nhé, thì tha hồ mà chạy. 1 tháng nữa là chúng ta lại phải đăng kiểm lại. Và đăng kiểm con này là rất là dễ luôn. Bây giờ vẫn là đồng 1.5 nhé. 2.10 mà 2.10 và ướt vẫn đang đăng kiểm được 1.5. Đấy, sơn si đẹp, form dáng ngon, máy ngon, điều hòa mát, đăng kiểm thì sắp hết. Đấy, em đang chào bán với giá là 195 triệu đồng. Giá trên có bớt có thương lượng cho các bác nhá. Vâng, và các bác đang có nhu cầu thì alo cho em Xuân Hùng ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.